À, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nhóm cổ phiếu đó là nhóm gạo và hiện nay chúng ta thấy là giá trị gạo xuất khẩu hiện nay càng tăng Mặc dù cái sản lượng một quý đầu tiên của năm 2023 cái sản lượng xuất khẩu thì đang giảm nhưng mà giá trị thì lại đang tăng Cho thấy là giá gạo hiện nay đang tăng liên tục ở trên thị trường thế giới và sẽ giúp cho cái nhóm cổ phiếu ngành gạo Sẽ có cái biên lợi nhuận rất là tốt trong thời gian sắp tới và có thể không phải là một hai quý mà đang được dự báo trong cả năm 2023 và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phân tích và định giá một số cổ phiếu của nhóm ngành gạo anh chị nha và trong quá trình theo dõi các anh chị đừng quên hãy ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh youtube của ITP cũng như Thái Lê các anh chị nha và chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái chương trình ngày hôm nay và trên như biểu đồ trên slide đây anh chị có thể thấy là Việt Nam ghi nhận giá trị xuất khẩu gạo tăng 3,2% trong cái tháng 2 của năm 2023 và như ở đây chúng ta thấy biểu đồ gạo từ thời điểm mà tháng 7 tháng 8 sau khi nó tạo đáy và và thì giá gạo đã bắt đầu đi lên và hiện nay cũng đang liên tục là tăng trong cái thời gian vừa rồi. Tại sao lại có cái việc mà giá gạo lại liên tục tăng như vậy và liệu cái việc mà tăng này có tạo ra được cái sự hưởng lợi cho thị trường gạo Việt Nam hay không? đầu tiên nó phải nói đến đó là cái nhu cầu tăng tăng tức là cái nguồn cung nguồn cầu hiện nay đang có cái sự lệch pha và khi mà cái nguồn cung bị 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 thắt chặt lại thì nhu cầu sẽ tăng cao và đó là một trong những cái điều sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp như xuất khẩu lúa gạo sẽ có cái hướng lợi đầu tiên phải nói đến đó là sự bất ổn về chính trị và chiến tranh nga ukraine thời điểm hiện nay sẽ làm cho rất là nhiều quốc gia phải nghĩ đến cái vấn đề đó là phải giữ trữ lương thực ở tại tất cả các cái kho à, và cái vấn đề giữ trữ này sẽ làm cho cái nhu cầu sẽ càng ngày càng tăng thứ hai nữa đó là cái vấn đề về biến đổi khí hậu nếu mà thời điểm vừa qua thời tiết của chúng ta khá là ổn định các anh chị thấy là trong năm vừa qua rồi là thời điểm hiện nay thì khí hậu của chúng ta khá là ôn hòa khá là thuận lợi cho cái vấn đề về phát triển nông nghiệp. thì bên cạnh đó một số quốc gia như là Philippines những cái đất nước mà có nguồn xuất khẩu gạo uh, truyền thống rất là tốt như Philippines thì gặp bão lũ hay là Trung Quốc thì gặp hạn hán nên họ đã có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn trong cái uh, sản lượng của năm 2023 này và đó là một trong những cơ hội mà giúp cho thị trường Việt Nam của chúng ta có thể tận dụng được Tuy nhiên một cái nội dung quan trọng hơn nữa đó là vấn đề về giá Và có lẽ nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta hiện nay cũng chỉ đang nghe về cái vấn đề tăng giá Và chưa thể uh, nắm bắt được là cái lý do và liệu uh, cái vấn đề tăng giá này sẽ là ngắn hạn hay dài hạn Thì ở đây chúng ta sẽ cùng đi Đầu tiên là nói về cái vấn đề mà bất ổn về chính trị chiến tranh Nga và Ukraine ấy, Thì sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề đó là tất cả các quốc gia đều có nhu cầu giữ trữ lương thực À, và cái vấn đề giữ trữ này đòi hỏi lên cái nguồn nhu cầu sẽ rất là lớn và đó là cơ hội để chúng ta xuất khẩu ngoài ra các anh chị thấy là hiện nay về vấn đề về lạm phát cũng đang rất là cao nên vấn đề mà xuất khẩu của rất là nhiều quốc gia đang có vấn đề về bóp nghẹt giống như là Ấn Độ thì chưa dỡ bỏ cái vấn đề về xuất khẩu do giá tăng trong nước đang rất là cao và họ bắt buộc phải cấm cái việc xuất khẩu để giữ gạo giá gạo bình ổn trở lại ở trong trong nước Ấn Độ và chúng ta không biết Ấn Độ cũng là một đất nước mà có cái sự xuất khẩu có vị trí xuất khẩu rất là cao thứ ba nữa đó là hiện nay Việt Nam của chúng ta thì tập trung rất là mạnh ở cái vấn đề nâng cao và cải thiện cái chất lượng gạo khi xuất khẩu đó như thời gian vừa rồi chúng ta thấy là gạo của chúng ta đem đi thi quốc tế còn có như gạo ST25 ở năm 2019 nó đạt uh, vị trí là gạo ngon nhất thế giới uh, thì chúng ta thấy được là hiện nay cái sự quan tâm mà từ kiểm soát chất lượng, kiểm soát sản xuất, kiểm soát vận vận tải của cái nhóm ngành gạo đang rất là vô cùng được người nông dân để ý và gần như là chúng ta thấy ở, ở các cánh đồng sản uh, cánh đồng lúa gạo thời điểm hiện nay không phải là cuốc cày như cái thời ngày xưa nữa mà tất cả đều dùng bằng máy móc mà đó là một trong những cái điều mà giúp cho sản lượng và cái chất lượng gạo của chúng ta càng ngày càng có vị trí trên thị trường thế giới Thứ tư đó chính là cái vấn đề về chuyển đổi cây trồng sản lượng gạo trong nước hiện nay của chúng ta cũng đang có cái dấu hiệu là bị bóp nghẹt lại về cái sản lượng. Thì khi mà sản lượng giảm giảm thì tương nhiên là giá nó sẽ tăng lên. đó Thì đấy là một trong những cái điều mà đang làm cho từ cái nhu cầu đến giá đều tăng lên. Và rõ ràng hai cái vấn đề này tăng lên thì đều sẽ giúp cho doanh thu lợi nhuận biên lợi nhuận của nhóm ngành gạo sẽ được một cải thiện rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới vậy à, có khó khăn gì hay không phải kể đến đầu tiên đó là nói về khó khăn đó là cạnh tranh với Thái Lan một đất nước à, trong đâm Đông Nam Á và cũng sản xuất à, xuất khẩu lúa gạo cực kỳ lớn à, số 1 thì với cái vấn đề mà cạnh tranh với Thái Lan thời điểm hiện nay Việt Nam của chúng ta đang có những cái điểm trừ đó chính là vấn đề về các cái diện tích à, cây trồng của chúng ta đang có vẻ đang bị bóp nghẹt và đang bị hạn chế trở lại và vấn đề đấy nó sẽ ảnh hưởng từ cái vấn đề là do giá cả của những cái loại nông nghiệp khác cây trồng khác đưa lại giá trị cao hơn do đó người nông dân họ có xu thế là chuyển đổi thứ hai nữa đó là đất nước của chúng ta thì đa số là miền nam là nơi sản xuất lúa gạo lớn nhất và Hiện nay có rất là nhiều vùng đất nông nghiệp đang bị nhiễm mặn, do đó diện tích đất nông nghiệp lại bị thu hẹp, dẫn tới cái vấn đề mà cạnh tranh của Thái Lan thời điểm hiện nay của chúng ta cũng đang có cái sự ảnh hưởng. Thứ hai nữa đó là diện tích đất nông nghiệp là lúc nãy chúng ta đã chia sẻ, đó, hiện nay đang giảm 3% trong cái năm 2022 và có thể tiếp tục một cái đà giảm trong năm 2023 nữa. Và thứ ba đó là giá phân bón thì tăng cao giá phân bón, giá đầu vào tăng cao thì rõ ràng cái biên lợi nhuận của chúng ta bị hạn chế thì đấy là một trong những cái điểm về cổ phiếu gạo và xuất khẩu về những cái luận điểm để chúng ta có thể nghĩ đến nhóm ngành lúa gạo nên lựa chọn những cái nhóm ngành nào là sẽ phù hợp ví dụ những cái ảnh hưởng đầu vào như là khó khăn như là phân bón thì bây giờ chúng ta lựa chọn những cổ phiếu nào mà ông này lại nắm quyền kiểm soát, kiểm soát được cả cái phân bón thì giống như là lộc trời đúng không ạ lộc trời là một ông như vậy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào so sánh với à, các cái doanh nghiệp trong kết quả kinh doanh của quý 4 sau khi kết thúc năm 2022 ở trên này thì à, xét về khả năng thanh toán và chỉ số hoạt động thì chúng ta thấy là về khả năng thanh toán của các cái doanh nghiệp này thì đáng chú ý ở trong này thì hệ số thanh toán hiện hành của doanh nghiệp thì chỉ có mỗi VSF là ở cái mức dưới một à, là đây là một trong những cái hệ số thanh toán hiện hành khá là yếu à vsf thì chúng ta cũng thấy là một cái cổ phiếu mà cũng không được giao dịch nhiều ở trong này phải nói đến là giao dịch nhiều thì chỉ có pan lộc trời và tr thôi còn agm với là vsf thì thái lê thấy là cũng là nhóm ngành xuất gầu gạo nhưng ngay như vsf thì bây giờ một tuần được giao dịch có một lần à, nhưng mà trong cái bảng so sánh này thì thái lê sẽ giới thiệu ra để anh chị biết được là cổ phiếu nhóm ngành gạo thì có những cổ phiếu nào à, và chúng ta sẽ nên lưu ý như thế nào thôi thứ hai đó là về hệ số thanh toán nhanh của các uh, của năm doanh nghiệp này thì chúng ta thấy là những doanh nghiệp mà có cái hệ số thanh toán nhanh mà lớn hơn một uh, như agm hay tr thì là hơi có vấn đề uh, rồi hệ số hệ số tiền mặt uh, thì ở đây có pan là có vẻ dư giả nhất rồi đến agm uh, tiếp đến lọc rời tr thì có vẻ hơi nghèo nàn nhỉ 0.01 gần như là À, khả năng thanh toán tiền mặt Là đang quay cuồng luôn đấy Hơi thấp à, Như vậy Đấy là về Khả năng thanh toán Về các cái chỉ số hoạt động Chúng ta thấy là Vòng quay hàng tồn kho Của các cái doanh nghiệp Ở đây thì Nổi bật lên là TR Với cái vòng tồn kho Đó là 1047 Ồ Như vậy là Ông TR này Ông phải tồn kho đến Cả Cả 3 năm à 3 năm thì Lúa gạo còn gì nữa mà ăn nhỉ Ồ không biết là có sai số gì không nhưng mà thế này là hơi chết dở đấy nhỉ. Rồi số ngày thu tiền của ông này là 5530 thế ông này ông ấy cho vay. ở thế lên để phải kiểm tra chứ còn một cái doanh nghiệp như Pan à, như TR như thế này là hơi nhiều cái sự bất ổn. Số ngày trả tiền đó là 218. À như vậy là có thể thấy là ông này là cái lượng hàng tồn kho nhiều này số ngày thu tiền tức là cho người khác vay là lâu dài này, à, nhưng mà ông này đi vay được người khác thì trả rất là nhanh, à, chỉ trong vòng chưa đầy một năm là đã trả rồi. Nhưng mà cho người khác nợ có khi là đến cả chục năm, ôi nhiều nhỉ? Ồ nhìn đọc xong con số là chúng ta thấy là hơi hơi giật mình đấy, đúng không? Như vậy vòng quay tạo tiền thì ở đây nếu mà để xét về cái chỉ số hoạt động thì Pan là có cái chỉ số hoạt động khá là tốt này, lộc trời này. À, còn nhỏ hơn thì có AGMVS. VSF đúng không? Rồi đi xét về các cái thông số uh, hoạt động của 50 doanh nghiệp này về uh, thanh khoản trung bình thì giai đoạn này chúng ta có thể thấy là VFS cũng đang có cái thanh khoản trở lại à. Ồ, oh, thanh khoản như thế là cũng phải 384 tỷ này. Uh, trong đó thì AGM với VFS chắc chúng ta sẽ không bàn nữa bởi vì cái thanh khoản uh, trung bình 5 viên nó quá thấp đi nên là không ai giao dịch cả và chúng ta sẽ để ý hơn đó là cổ phiếu Pan lộc trời và TR đây là ba cổ phiếu này đó. à không phải đây là nó bị lộn là có cả cái cổ phiếu à, CMX à, cổ phiếu về thủy sản chúng ta không so sánh đâu nha đó thì so sánh dừng lại ở VFF thôi như vậy là chỉ có là ba cổ phiếu này chúng ta sẽ đi vào so sánh ở đây nếu mà xét về EPS à, thì lộc trời là đang có một cái EPS là năm năm khá là mạnh và như vậy là tương ứng nó cũng cho một ROE là 13,3%. Sau đó là đến TR và đến PAN, như vậy là ở đối với cổ phiếu TR thì Thái Lê đang hơi lấn cấn phải xem lại cái vấn đề của ông này về các cái chỉ số hoạt động, về hàng tồn kho của ông này tại sao nhiều thế này, số ngày phải thu của ông này tại sao lại lớn như thế. Nhưng mà với những cái con số này thì cũng đáng giật mình với cổ phiếu TR. Rồi xét về Uh, về định giá PE thời điểm hiện nay của ba cái doanh nghiệp này bởi bởi vì đây là ba cái doanh nghiệp sản xuất. Do vậy nên là trong cái quá trình mà đưa ra định giá thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng p để định giá để so sánh là xem doanh nghiệp nào có được cái uh, định giá thấp hơn uh, để chúng ta có thể kỳ vọng cao hơn. Chỉ trong này thì t... trong này thì TR là đang được định giá rất là cao là 16,2% trong đó thì cổ phiếu PAN là 9,8 lộc trời là có 5,8 Ồ như vậy là phải đánh giá là lộc trời là đang có những cái con số về báo cáo doanh nghiệp khá là tốt nên nếu anh chị mà nghĩ đến cái vấn đề đầu tư cho trung và dài hạn thì Thái Lê thấy là lộc trời là ok nhất rồi sau đó là đến pan rồi sau đó là đến tr đó lộc trời chúng ta thấy các cái thông số của nó roe EPS khá là tốt còn xét về các cái khoản về vòng quay tạo tiền thì nó cũng ở mức 148 trăm À, cao hơn pan một tí. Hệ số thanh toán nhanh 1,15 mà hệ số thanh toán này 0.76 nó khá là thuận lợi. À, ông này có thể nói là à, một doanh nghiệp à, cũng đáng để chúng ta nghiên cứu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái báo cáo à, về cái phân tích à, trên cái cung cầu à, đồ thị của ba ông này Pan, Lộc Trời và TR. Xem cái cơ hội đầu tư có có nó sẽ như thế nào nha Đầu tiên là cái cổ phiếu kém nhất đó là TR à, để TR là cái cổ phiếu mà thời điểm hiện nay chúng ta thấy ngày hôm nay cũng có một cái nến giật tung hỏa à, Điểm thấp nhất của nó 11.8 cao nhất 13.3 Như vậy là chúng ta thấy là cái biên của thằng này ngày hôm nay cũng hơi hơi có cái sự đột biến đấy Thanh khoản khá là cốt xét về trên đồ thị thì Thái Lê thấy là Cái ông TR này ông Trung A này ông có vượt được qua ở cái vùng mây này rồi test lại cũng ổn nếu mà để nói về TR á thì chúng ta cũng phải nhắc đến là TR nó có một cái sự thuận lợi so với là những ông này. Đó chính là TR trong năm mà năm đầu năm 2023 thì TR là một trong những cái doanh nghiệp, không phải một trong những doanh nghiệp mà TR Trung An là doanh nghiệp mà đã được Bộ Nông nghiệp nông thôn lựa chọn là để xuất khẩu lô gạo Khai trương à, sang Singapore là gần 500 tấn mà sang Philippines là là hơn 1.000 tấn đó thì thì ông TR là cái quý đầu của ông này ông phải được hưởng lợi cái đấy đấy khoảng tầm hơn 1.500 tấn à, được bộ nông nghiệp lựa chọn để đem đi xuất khẩu khá trương đầu năm à, và với cái cung cầu như của TR Thái Lê nghĩ khi nào nó vượt được qua ở cái nền 13.5 và nó có cái té lại thì TR cũng cổ phiếu có thể nghĩ đến cái vấn đề về đầu cơ Chứ còn lại là nếu các chị đầu tư trung và dài hạn của TR thì chắc chúng ta phải ngồi nghiên cứu bóc tách lại một cái vấn đề đó là cái lượng hàng tồn kho và lượng ông này tiền cho ông phát vay tại sao lại lại đột biến và lớn như thế ở trong cái năm 2022. À. Rồi tiếp theo nữa xếp thứ sau của về về cái bảng định giá này đó là cổ phiếu PAN của SSI. PAN PAN thì là một cái cổ phiếu mà có rất là nhiều mảng đầu tư về về nông nghiệp Thì với cổ phiếu PAN thì Thái Lê cũng thấy đang thời điểm hiện nay PAN cũng đang có những cái điểm giống với là cái ông TR nhưng mà đã đi sớm hơn Đi sớm hơn ông TR khoảng tầm một tuần rưỡi khoảng tầm gần 2 tuần á Cho vậy nên là đối với PAN thì có lẽ thời điểm hiện nay nếu mà xét về ngắn hạn để các anh chị mua đuổi thì Thái Lê thấy hơi căng à, mua đuổi giống như ở tạo nền ở đây thì đẹp hơn về được các cái vùng giá như là 17 17 đến 17.3 thì ở cái vùng này cái vùng mà nó sẽ tạo ra cái sự cân bằng khách sạn ở đây, Đó, thì vùng này chúng ta tham gia vào là ok này, rồi tiếp tục là cổ phiếu lộc trời mà cổ phiếu này ở upcom mà cổ phiếu này mà thái lê nghĩ nó nằm ở trên hose thì chắc nó sẽ tạo ra được những cái sự đồng thuận khá là tốt đối với cái cổ phiếu này, đối với cổ phiếu này đang có dấu hiệu tốt hơn hẳn so với những cái cổ phiếu kia và nếu mà tr thái lê nghĩ à, l, lọc trời mà vượt được qua 30 thì lọc trời nó sẽ tạo ra một cái điểm bật rất là tốt đáng tiếc đối với lọc trời duy nhất cái thời điểm hiện nay đó chính là nó nằm ở bên upcom nên cái việc mà giao dịch và tìm kiếm các cái nguồn nguồn vốn lớn nó sẽ không cao do vậy với tr thì thái lê chỉ nghĩ là những cái vùng giá mục tiêu khoảng tầm 35 đến 36 là khá là hợp lý còn thời điểm hiện nay các anh chị hoàn toàn có thể kinh doanh được hoàn toàn có thể tham gia được Đối với cái cổ phiếu là Lộc Trời đó, chúng ta sẽ có những cái vùng giá như là 27.5, loanh quanh 27.5 có thể tham gia được đối với cổ phiếu Lộc Trời. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa đi qua những uh, cái đánh giá về các cái doanh nghiệp về nhóm ngành lúa gạo cũng như là các cái tiêu điểm tại sao chúng ta có thể kinh doanh được. Và trong cái thời gian sắp tới hy vọng sẽ đồng hành với các anh chị nhiều hơn nữa trong các cái chương chương trình và các anh chị có đề xuất nhóm ngành nào, cổ phiếu nào hãy comment ở dưới video này nhá. Thái Lê cũng hy vọng là những cái đề xuất của anh chị để Thái Lê có thể có được những cái nội dung có những cái tiêu đề để thực hiện những cái chuỗi chương trình phân tích cơ bản và phân tích doanh nghiệp vào cuối mỗi ngày như chương trình này. Rồi rất là cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị đầu tư thành công nhá.